Tại làng Nhật Tân, Hà Nội, nơi còn lưu giữ nghề trồng nhất chim mai, có những cây mai cổ thế đẹp, dáng lạ, nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán. Giá thuê của những gốc mai quý này có thể lên tới cả chục triệu vài ngày Tết. Mệnh danh là thủ lĩnh của các loài hoa, hoa nhất chim mai còn có tên là hoa mai trắng, hoa mai tuyết, bạch mai, nhị đậu mai hay hàn mai. Được lựa chọn là loài hoa đại diện cho mùa xuân, chúng được đưa vào vô số các tác phẩm nghệ thuật và tranh ảnh, nhất là bộ tranh nổi tiếng Mai Lan Cúc Trúc. Theo chủ vườn tại làng Nhật Tân, thân và cành mai nhỏ, giòn, rất khó tạo dáng, thế nên những cây được tạo thế công phu sẽ rất đắt giá. Người chơi mai trắng có thể lựa chọn một trong các dáng như dáng trực, thể hiện sự chính trực, mạnh mẽ. Tú chơi mai trắng cầu kỳ là thế, nên hoa nhất chi mai không phổ biến như mai vàng hay hoa đào trong dịp Tết. Bên cạnh đó, để trồng được một chậu mai trắng đẹp cũng cần nhiều kinh nghiệm và công sức. Đến nay tại làng Nhật Tân, những nhà vườn trồng nhất chi mai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo chủ vườn, nhất chi mai có giá từ 1,5 triệu đồng một chậu. Những gốc mai cổ, nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán. Giá thuê của những gốc mai quý này có thể lên tới cả chục triệu và ngày Tết. Thời điểm này trên chợ mạng, nhất chi mai cũng được một số tiểu thương giao bán với giá chỉ khoảng 500.000 đồng một cây. Giáng của các cây này chủ yếu là dáng trực, gốc còn non. Với giá cả phải chăng, mai trắng đã được nhiều người mua về trưng dịp Tết năm nay.